Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Tần Hạo quay về Bất Lão Sơn, nhận được phong thư, Thạch Hạo cũng nhanh chóng đi tới. Tần Hạo đã chờ sẵn ở đó, hắn ngồi bên trong một cái tế đàn, cậu nhận ra cái tế đàn này cần hấp thu lượng lớn sinh mệnh để duy trì cho hắn. Phụ mẫu của cậu cũng nhanh chóng có mặt. Tần Hạo đứng lên giải thích, kế hoạch chí tôn niết bàn cuối cùng cũng khởi động rồi. Bọn họ nghe vậy liền bất ngờ. Bất Lão Thiên Tôn từng tiến vào khu vực thần bí của thượng giới để thăm dò, trải qua cửu tử nhất sinh đạt được một khối tiền cốt, tuy đã vạn năm, vậy nhưng vẫn còn khí tức sinh mệnh như cũ. Đúng lúc này, người bị khoét cốt là Thạch Hạo đột nhiên quật khởi. Bất Lão Thiên Tôn cảm thấy huyết mạch của cậu có lẽ chính là thời cơ để phục sinh khúc xương đó. Hắn cũng không chắc là huyết mạch, có lẽ chính là bản thân của cậu. Nghe tới đây, hai người Thạch Tử Lăng liền hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ thuyết phục vợ chồng Thạch Tử Lăng sinh con chính là muốn dùng Tần Hạo để phục sinh tiền cốt. Bất Lão Thiên Tôn đã muốn lấy được cốt văn của nó, vậy vì sao không tự cấy ghép lên người của mình? Tần Hạo cho biết muốn cốt văn của tiền cốt là vì trường sinh, vậy nhưng hôm nay huyết khí của Bất Lão Thiên Tôn đã dần suy yếu. Nếu như không chịu nổi, làm không cẩn thận, có khi sẽ hình thần câu diệt. Chính lão ta cũng không muốn mạo hiểm, vậy mà Tần Hạo lại thay lão nhảy vào lửa. Mục đích Tần Hạo làm chuyện này là vì muốn nâng cao thực lực. Thạch Hạo khuyên ngăn, cố gắng tu luyện tiếp, thực lực của hắn tự nhiên sẽ tăng lên, cần gì phải mượn nhờ những vật ngoài tầm khống chế này. Tần Hạo thì suy nghĩ khác, cậu có đạo của riêng mình, hắn cũng có đạo của hắn. Con đường trải qua không giống nhau nên suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Dù sao việc này phúc họa khó biết, nhưng nếu cái gì cũng biết trước thì hoàn toàn không có không gian để độc lập. Cuộc đời như vậy mới là tuyệt vọng. Chính là vì phúc họa khó biết nên mới có thể tự chọn vận mệnh. Thạch Hạo không tiếp tục khuyên ngăn nữa mà ủng hộ điều đó. Con đường của hắn, hãy để hắn tự mình xông lên. Cậu lấy ra một quả thiểm điện tặng cho Tần Hạo. Nếu sau này có học lôi pháp thì sẽ có trợ giúp rất lớn. Cậu dù sao cũng là nhân hoàng Thạch Quốc, không tiện ở lại lâu nên sau khi ăn bài xong liền quay về. Nơi tiếp theo đặt chân tới là hư thần giới. Thượng giới không ngừng nhúng tay vào hạ giới nên cần tìm ra cách để hiểu rõ hơn về thượng giới. Mục đích tiến vào hư thần giới là để hỏi thăm thông tin. Cậu trực tiếp tung chiêu đánh ra một chưởng làm cho pháp tắc nơi này bị dao động, buộc cho ý chí của nó phải xuất hiện kiểm tra. Vậy nhưng sau khi nghe tiểu tử này muốn biết hư thần giới có chỗ liên thông thượng giới hay không, thì lão ta lại không trả lời. Đây là vấn đề của cậu, cậu phải tự mình đi tìm đáp án. Thạch Hạo vô cùng bất mãn, lão già này đúng là hẹp hòi mà, không chịu cho một tin tức nào cả. Đột nhiên, tình bích đại gia và điều gia xuất hiện ngỏ ý sẽ tiết lộ, cái giá phải trả là 500 vạn tình bích. Thạch Hạo mừng rỡ, về nhưng cũng không quên luôn lẹo. Hai lão già này đi đâu cũng rêu rao mình là đồ đệ của bọn họ, còn dùng danh tiếng của cậu để bán đủ thứ như tiểu thạch thí luyện pháp, tiểu thạch sổ tay tu luyện, 500 vạn tình bích đó nên cho qua đi. Hai lão già nghe vậy vẫn không chịu, Thạch Hạo đành phải chơi bài chia tiền, vì sử dụng thanh danh của mình nên mình cũng có phần trong đó, đã không phần chia mà còn đòi hỏi thêm. Đây là đang muốn cậu phải dùng biện pháp mạnh hay sao? Hải lão đành phải đổi thái độ, với thành tựu hiện nay, lần lượt phá vỡ các kỷ lục ở đây, đương nhiên là sẽ có thể tìm ra cách. Hiểu ý nên Thạch Hạo lập tức bộc phát lực lượng, liên tiếp phá vỡ các kỷ lục. Có những kỷ lục đã duy trì cả nghìn năm ở đây, còn có kỷ lục đã duy trì 3.500 năm. Kỷ lục đó đã tỏa ra nhiều luồng ánh sáng bao bọc lấy hai người Điều Sa và Tình Bích Đại Sa. Từ bên trên người bọn họ bộc phát một luồng ánh sáng phóng lên trời, mở ra một lúc xoáy. Lúc này toàn thân cả hai đều tỏa ra lực lượng trông vô cùng uy mạnh. Vậy nhưng, Thạch Hạo vừa lên tiếng thì bọn họ đã nhanh chóng tiêu tán lực lượng của mình, sau đó tiếp tục giả vờ bộ dạng tuổi già sức yếu. Bọn họ cho biết, phá vỡ thành tựu đến đây là đủ rồi, chỗ cậu muốn tìm nằm ở nơi cuối cùng của hư thần giới. Thạch Hạo nghi ngờ, nếu đã biết rồi vì sao ban nãy lại không nói. Hai lão lập tức lườn lẹo, vậy nhưng đâu thể qua mắt được nam chính. Cậu trực tiếp hỏi tới lai lịch của bọn họ. Cả hai vội vàng quay mặt đi, tỏ vẻ chẳng biết gì cả. Cùng nhau đi tới điểm cuối của hư thần giới, trước mặt là một cánh cửa. Tình Bích Đại Gia dùng lực lượng đánh về cánh cửa khiến nó mở ra, để lộ một lối đi. Đây là một con đường lên trời. Thạch Hạo lập tức tiến lên, những người khác thấy vậy cũng muốn đi lên, chỉ không biết là bọn họ liệu có thể leo lên con đường đó hay không. Hai lão cho biết, đương nhiên là được, vậy nhưng đường trời nguy hiểm gồ ghề, lại cấm bay liền chỉ có thể đi bộ. Một bước đi sai sẽ vạn bước bất phục, sau khi chết thì vẫn có thể quay về thế giới hiện thực, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Thạch Hạo lấy tốc độ chạy lên trên, từ khi bước vào liền giống như là có một ngọn núi vô hình đè lên vai, dòng dã 3 ngày mới chạy tới điểm cuối. Trên đỉnh là một cánh cửa, chẳng lẽ đằng sau cánh cửa chính là thượng giới? Xung quanh nó được bao bọc bởi một lớp kết giới, vừa chạm tay vào liền bị lực lượng chấn bay về sau. Thì ra đây là pháp trận phong cấm. Cậu lập tức tung chiêu đánh vỡ pháp trận rồi chậm rãi tiến lên.
Điều bất ngờ là đứng trước cánh cửa lại đang có một nữ tử xinh đẹp tên là Phượng Vũ, người của Thiên Tiên Thư Viện. Nàng ta nhìn thấy Thạch Hạo liền vô cùng bất ngờ, trên miệng chỉ thốt lên hai chữ đại khùng. Thạch Hạo cũng gọi Phượng Vũ là yêu quái, sau đó hỏi thăm con đường này rốt cuộc thông đi đâu. Phượng Vũ càng bất ngờ, tiểu tử này lại không biết, xem ra thật đúng là đại khùng từ dưới đất bò lên. Lời này có vẻ như nàng ta là người canh giữ nơi này, không cho thứ được gọi là đại khùng đi qua. Đã mấy vạn năm không có đại khùng bò lên đây rồi. Lần này nàng cảm thấy bản thân mình rất may mắn. Cuối cùng thì cũng có một con để bắt về thu làm tọa kỵ. Đồng tước đàn này sẽ áp chế tu vi. Người tiến vào đều cùng một cảnh giới, hạ giới không có pháp tắc hoàn chỉnh nên chiến đấu cùng cảnh giới. Nàng tự tin cậu không phải đối thủ của mình. Thạch Hào cũng khiêu khích ngược lại. Câu nói này đáng lẽ ra nên để cho mình nói mới đúng. Cùng cảnh giới không ai là đối thủ của cậu. Khiêu khích tới đây là đủ rồi. Phượng Vũ nhanh chóng xông lên đánh cận chiến. Vậy nhưng mới vừa giao thủ được vài chiều thì đã bị đẩy lùi, hoàn toàn rơi xuống yếu thế. Nhục thân cậu quá mạnh nên đánh đấm không có hiệu quả. Điều này khiến cho nàng ta càng khẳng định Thạch Hạo chính là hung thủ hiếm thấy. Không lấy ra bản lĩnh thực sự thì đúng là không bắt được. Rất nhanh chóng, nàng ta cũng triệu hồi ra nhiều mũi tên tấn công. Vậy nhưng kết quả vẫn là bị hóa giải dễ dàng. Hai người tạm thời ngừng chiến. Thạch Hạo lên tiếng khen ngợi bảo thuật đối phương đặc biệt. Phượng Vũ cũng tha lòng hơn, cho biết bản thân mình tu luyện Thiên Tiên Quang, bộ dạng giống như đốm lửa, vạn pháp bất xâm, có thể khiến nhục thân mình bất hủ. Nàng tự giới thiệu bản thân, đồng thời vẫn cho rằng người đứng trước mặt này là con cháu đại hùng hiếm thấy, nên nguyện ý nghĩ cách đưa cậu tiếp đón lên thượng giới. Như vậy, bản thân mình sẽ có được tọa kỵ xịn nhất trong đám đồng môn rồi. Thạch Hạo trực tiếp bày tỏ ý định thu nàng ta làm tọa kỵ của mình. Dứt lời, liền tung chiêu đánh thẳng về phía Phượng Vũ. Chỉ cần một chiêu đã khiến đối phương phải nằm ngã ngửa. Biết mình không phải đối thủ nên nàng ta liền chọn cách quay xe bỏ chạy. Thạch Hạo vội đuổi theo hỏi thăm. Phượng Vũ lên tiếng cầu cứu bức tượng, biết bức tượng kia là vật bất phàm nên Thạch Hạo liền tăng tốc lao lên khống chế nàng ta lại, còn phong ấn thần thông khiến đối phương hết cách xuất chiêu. Điều mà cậu thắc mắc là bí pháp mà nàng ta định sử dụng, tiếc là chưa kịp thi triển. Vậy nhưng khi thế đã rất kinh người. Phượng Vũ nhất quyết không nói, trên miệng còn để lại lời cảnh cáo. Sau này Phượng Vũ Tiên Viện nhất định sẽ báo thù hôm nay bị đánh lén này. Dứt lời liền biến mất, chỉ để lại một thanh kiếm. Hành động biến mất này lại trực tiếp giải bình trở về thế giới hiện thực. Tuy lần này giữ được mạng, tiếc là không thu được tin tức, ngược lại còn kết thêm kẻ thù. Rất không muốn, vậy nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi. Bản nãy đối phương hướng về phía bức tượng để kêu cứu, vẫn nên thăm dò thử thì hơn. Sau khi tung chiêu cho nó, mọi thứ vẫn bình thường, như vậy xem ra đây chỉ là một pho tượng đá, không có gì nguy hiểm cả. Đột nhiên, có hai tên thiếu niên từ cánh cửa bước ra. Nhìn thấy tiểu tử trước mặt đang cầm pháp khí của Phượng Vũ nên bọn họ lập tức chào hỏi. Thạch Hạo dùng chiêu bài đánh lạc hướng rồi bất ngờ xông lên đánh ngất hai tên này, trói bọn họ lại để chào hỏi. Bọn họ cho biết đằng sau cánh cửa này là linh giới, thế giới mà thái cổ chúng thần thượng giới dùng tinh thần xây dựng nền. Chỉ có linh thức có thể tiến vào, vì vậy được xưng là linh giới. Còn tượng đá này là người giữ cửa linh giới, chỉ là thời kỳ xa xưa đã tịch diệt, chỉ có thần hòa là còn duy trì. Lai lịch của Phượng Vũ rất có thể là vị sơ đại của khu vực Thiên Tiên Châu này, đứng đầu trong thế hệ, danh xưng bất bại, cho nên bọn họ mới biết tới pháp khí của nàng ta. Có vẻ như nàng ta đã về tới để báo tin, một kẻ to xác nhanh chóng đi tới muốn trấn áp Thạch Hậu, mang về để tra hỏi bảo thuật. Tên khổng lồ này được gọi là Hỏa Hồng Linh Viên, dù bị thua kém về mặt ngoại hình rất nhiều. Vậy nhưng, Thạch Hạo vẫn không chút hoảng sợ, còn trực tiếp mỉa mai ngược lại. Trước khi có trận chiến xảy ra thì tập phim đã kết thúc rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video của mình tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.